Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về chiếc xe đạp thổ được sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm về trước, tàu và xe đã có mặt tại Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, nơi trưng bày cũng như là lưu giữ những cái hiện vật và chiếc xe đạp thổ. Xin giới thiệu chị Hoàng Thị Trâm, hướng dẫn viên của Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ. Em chào chị. Thưa chị, là để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ thì những chiếc xe đạp thổ đã được huy động như thế nào để sử dụng trong chiến dịch? Chiến dịch Điện Biên Phủ ấy thì là một chiến dịch mà tiền tuyến rất là xa hậu phương, và để mà tiếp tế cho mặt trận ấy, thì có những cung đường mà dân công Việt Nam phải vượt qua hàng trăm km, 5 đến 600 km. Một trong những phương tiện mà có thể nói là cũng rất là thô sơ nhưng cũng lại là phổ biến mà dân công Việt Nam sử dụng để tiếp tế lương thực cho mặt trận, đó chính là những chiếc xe đạp thổ. Và trong toàn chiến dịch Điện Biên ấy, thì dân công Việt Nam đã huy động được 20.991 chiếc xe đạp thổ. Và có một điều đặc biệt đó là những cái chiếc xe đạp này đều mang những cái thương hiệu của Pháp như là Lancôme hoặc là Peugeot, là những phương tiện mà Pháp mang sang Việt Nam để làm phương tiện đi lại. Sau đó thì Việt Nam thu được, hoặc là những người địa chủ của Việt Nam có mua được thì đã sử dụng. Và đặc biệt là trong chiến dịch Điện Biên Phủ ấy, thì người dân công sẽ sử dụng chính chiếc xe đó để tiếp tế lương thực vào mặt trận. Với địa hình của tỉnh Điện Biên cũng như là các tỉnh ở Tây Bắc thì nó có cái sự khó khăn như thế nào, và khi mà gây khó khăn cho các cái phương tiện cơ giới và chúng ta đã phải sử dụng cái chiếc xe đạp thổ như thế này thì đã có cái sự cải tiến như thế nào để cho có thể là trở nặng hơn? Cái cung đường lên Tây Bắc thì qua rất nhiều cái cung đường mà đèo dốc quanh co, và cũng có thể nói rằng là những cái phương tiện hiện đại của ta lúc đó không có nhiều. Đấy, và phương tiện xe đạp thổ ấy thì ban đầu nguồn gốc là từ Pháp. Những người dân công của Việt Nam ấy, để nâng tải trọng xe lên cũng như là thuận lợi trong quá trình di chuyển vào mặt trận thì đã có sự cải tiến chiếc xe. Ví dụ như là thêm vào xe những thanh tre phía trước kia gọi là tay ngai để có thể chỉnh hướng dễ dàng. Rồi là tay phanh để có thể là lên dốc thì đẩy xe lên. Rồi xuống dốc thì sẽ kéo để cho xe không bị trượt dốc. Lốp xe thì người dân công sẽ tiến hành là quấn kín những lớp vải, sau đó sẽ quấn những sợi dây cao su vào. Thứ nhất là giữ độ bền cho lốp xe, và thứ hai là sẽ tránh trơn trượt trong những cung đường di chuyển lên Tây Bắc. Và với những sáng tạo như vậy thì những người dân công đã nâng tải trọng xe lên hàng trăm kg trên một lần vận chuyển. Ví dụ như là bác Nguyễn Văn Ti thì nâng tải trọng xe lên tới 352 kg. Rồi chiếc xe này là chiếc xe mà gắn với dân công Ma Văn Thắng, tỉnh Phú Thọ. Ông đã nâng tải trọng xe lên tới 337 kg trên một lần vận chuyển, và cũng là một trong những chiếc xe mà đạt kỷ lục về trọng tải trong chiến dịch Điện Biên. Đoàn xe thổ được tổ chức như thế nào ạ? Khi mà những cái đoàn xe mà dân công vận chuyển lương thực lên Điện Biên ấy, ta sẽ có những cái chặng, tức là những chặng trung chuyển lên Điện Biên. Ví dụ như là chặng ở Sơn La sẽ là có một chặng, sau đó thì từ Thanh Hóa lên đến Sơn La thì sẽ có một chặng xe đạp thổ khác sẽ chuyển lên đến Điện Biên. Cái bộ phận mà chứa ống bơ như thế này này, sau đó thì sẽ được lương thực, khẩu phần lương thực của mình. Đấy, và trong quá trình di chuyển ở đường ấy, thì người dân ở dọc đường cũng sẽ cung cấp thêm lương thực, thực phẩm cho dân công để sử dụng. Và theo con số thống kê thì trong toàn chiến dịch Điện Biên, dân công Việt Nam cũng với những chiếc xe đạp thổ và một số những phương tiện rất là thô sơ thì cũng đã tiếp tế được tới 25.000 tấn gạo vào mặt trận Điện Biên Phủ. Những chiếc xe đạp thổ như thế này nó vận chuyển như thế thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với chiến dịch Điện Biên Phủ? Sau này khi mà Pháp bại trận tại chiến trường rồi ấy, thì 9 năm sau đó một ký giả người Pháp sang thăm Điện Biên Phủ thì ông ta đã từng viết rằng là một trong những lý do mà khiến cho quân Pháp bại trận tại chiến trường Điện Biên Phủ chính bởi những chiếc xe đạp thổ được điều khiển bởi những người dân công Việt Nam ăn không đủ no, nằm trên những tấm ni lông tại ngoài biển rừng, nhưng có khả năng điều khiển những chiếc xe đạp thổ lên tới hàng trăm kg, và nó đã đánh bại những phương tiện chiến tranh hiện đại của quân Pháp như xe tăng có lớn. Dạ vâng, xin cảm ơn chị với những chia sẻ với tàu và xe. Cảm ơn chị.